Алло. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. У вас утро. Да, у нас день уже. Так, хорошо. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một khái niệm mới về ngữ pháp tiếng Nga. Đó là cách sử dụng động từ chuyển động đấy. Đó. Động từ chuyển động là một chủ đề mà đối với các em luôn luôn bị coi là rất là khó sử dụng đấy. Đó. Trên thực tế thì động từ chuyển động rất là dễ sử dụng nếu như chúng ta học được ngay từ đầu. Nếu như chúng ta học nắm nắm chắc ngay từ khi bắt đầu học nó thì chúng ta sẽ hiểu ngay lập tức. Và cái nội dung cốt yếu của nó chỉ nó nằm ở chỗ tức là gì? Động từ chuyển động nó chỉ có hai nhóm. Một nhóm thì nó chỉ hành động một chiều. Anh em nhìn thấy này, hai em bé này đang đi đến trường này. Nó chỉ có một lượt đi thôi đấy. Đó. Thế nhóm thứ hai nó chỉ cái hành động hai chiều tức là có đi có lại. Tức là đi rồi lại về. Đó. Thế vậy thì cái hai cái nhóm động từ đó nó sử dụng khác nhau như thế nào? Một nhóm nếu nó đi một chiều nó có chữ say chess. Say chess tức là cái thời gian hiện tại. Chúng đang đi đâu? Đấy. Khi mà nói có trong câu mà có từ say chess thì lúc đó người ta sử dụng động từ một chiều. Đó là động từ ít chi một chiều. Đấy. Đó. Thế và nếu mà trong câu nó có từ quotidien là hàng ngày thì lúc đó người ta sẽ sử dụng động từ hai chiều. Đó thế chứ nào? Đúng không? Nó chỉ có vậy thôi. Nếu mà nói cái động từ quotidien nó cái tập hợp từ quotidien thì lúc đó người ta sử dụng động từ hai chiều, động từ khá ít đấy. Đó là có nghĩa là đi đến đó thì là về đấy. Bởi vì sao? Nói nôm na là nếu như nói hàng ngày anh ấy đi đến trường đại học thì có nghĩa là đến đấy trong buổi tối ông phải về nhà ông ngủ chứ ông có ngủ ở đây đâu đấy. Em nhìn nào. Vột. Thế như vậy là gì? Đặc trưng là gì? Đặc trưng là nếu có từ say chess và tiếp theo nữa có những cái từ mà nó chỉ rằng là cái hành động nó chỉ xảy ra một chiều thôi đấy. Đó. Thế còn đặc trưng của cái từ bên này là gì? Quotidien, đấy là một từ đặc trưng thôi. Thế còn có nhiều từ khác nữa đúng không? Ví dụ như là luôn luôn, thường xuyên, nó chỉ cái hành động là lặp đi lặp lại đấy. Thì lúc đó người ta sẽ sử dụng cái động từ hai chiều. Có vậy thôi đấy. Đó. Thế vậy thì nhóm động từ một chiều đó là gì? Đặc trưng là động từ ít chi. Ít chi là một chiều. Chúng ta cứ nhớ luôn. Ít chi một chiều, ít chi là một chiều. Khajiit là hai chiều đấy. Đó. Khajiit là quay đi quay lại đấy. Đại khái là như vậy. Đấy. Người ta nói chúng ta hai chiều không phải là chỉ có hai chiều, có khi là ba chiều, bốn chiều, năm chiều, có khi là đi vòng quanh đúng không? Tức là gì, nó không phải là một chiều thì nó là khá dịch đấy, hiểu chưa? Thế còn nếu mà nó là chỉ có một hướng thôi thì nó là động từ ít chỉ. Đó. Thế đặc trưng của nó là gì? Nó có thể sử dụng những từ là si bột nha, hoặc là si chas đấy. Đó là hai từ mà đặc trưng người ta sử dụng khi sử dụng động từ ít chỉ. Thế còn khi sử dụng từ khá dịch thì sẽ có những cái từ đặc trưng kazdijen, Chaster, inagda, pastayanna, sigda, inagda, đấy, đó, đây, đó là cái những cái từ mà đặc trưng ở trong trong câu. Nếu chúng ta nhìn thấy trong câu như thế này hoặc là chúng ta muốn sử dụng trong câu những cái từ như thế này thì chúng ta phải sử dụng động từ khajit. Đó. Thế còn nếu chúng ta sử dụng cái từ sivot nhỉ hoặc là từ sijas thì chúng ta sử dụng từ ichi. Đó. Thế thì như vậy là gì? Nói tóm lại là trong tiếng Nga các động từ chuyển động được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất nó chỉ cái hành động chỉ xảy ra có một hướng từ A đến B. Nhóm thứ hai nó chỉ những cái hành động mà xảy ra thường xuyên lặp đi lặp lại. Có nghĩa là gì, đi đến đó thì lại về hoặc đi vòng quanh hoặc vân vân này khác đã. Nói nôm na như vậy. Đó. Thế như vậy bây giờ phần còn lại của các em là sau khi nắm được chắc chắn như thế rồi thì đó là cái ý nghĩa của động từ chuyển động. Sau khi nắm xong rồi thì chúng ta sẽ phải làm cái nhiệm vụ gì tiếp theo? Đó là chúng ta phải nhớ được các động từ ở nhóm ít chỉ và các động từ ở nhóm khá dít. Thế mình muốn như thế chúng ta khác học lần lượt thôi. Thế các em hay hỏi là thầy thì có bao nhiêu động từ chuyển động tất cả? Trong tiếng Nga tất cả những động từ nó chỉ những cái hành động mà nó di chuyển thì nó là động từ chuyển động. Ví dụ chúng ta đi bằng chân, chúng ta bay bằng máy bay, chúng ta đi bằng ô tô, chúng ta chạy, chúng ta bò, chúng ta bơi, chúng ta nhảy đấy. Đó, nó đều là động từ chuyển động cả. Nó cứ tạo ra một cái chuyển động từ một cái điểm A đến một cái điểm B thì đó gọi là động từ chuyển động. Khi đã là động từ chuyển động thì bao giờ nó cũng có động từ một chiều và hai chiều. Nó chỉ cái hành động xảy ra một hướng hay là hai hướng. Thế thì trong những cái động từ đó sẽ có những cái động từ nó quan trọng, tức là gì, nó rất hay thường sử dụng, và có những cái động từ nó chả có tính quan trọng gì cả, có khi nói đi xong nó quên đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta hãy tập trung vào những cái động từ quan trọng nhất.
tức là những cái động từ có tính đặc trưng nhất, ví dụ động từ đi này, đúng không? Đi có thể đi bằng chân này, như đây đi bằng chân này, có thể đi bằng phương tiện này, đấy, đó. Thế sau đó là có thể là gì nào? Có thể là đi bằng máy bay này, đấy, đó. Thế sau đó chúng ta mới đến những cái động từ khác, những động từ khác ví dụ bê em bé từ chỗ này sang chỗ kia, xin lỗi em tí nhé. Thế thì chúng ta tiếp tục nào. À, thế bây giờ bắt đầu để đi vào học những cái động từ đó thì chúng ta sẽ có động từ ít chỉ. Động từ ít chỉ là đi một hướng. À, cái chia như nào nào? Ya itu tui ijos onijot onijot da muijom muijom vijoche vijoche ani idut de ani idut. À, thế bây giờ chúng ta sử dụng cái trong câu mà có cái từ sichas hoặc là có từ sibot nha, chúng ta dùng một hướng. Yaidu skolu, đấy. Skolu. Ты идёшь в школу? В школу, đấy. Ты идёшь на работу? Ты идёшь на рынок? Он идёт на рынок, đấy. Мы идём в парк, đấy. À đó. Вы идёте в магазин? Они идут на остановку. Đấy, ví dụ vậy đấy. Đó. Thế còn nếu mà chúng ta sử dụng động từ khajit. À, khajit là động từ của nhóm thứ hai, nhóm đi nhiều hướng. Каждый день он ходит в университет. Hàng ngày ông ta đi đến trường. Đấy. Hàng ngày ông ta đi đến trường. Vậy thì cái chuyện mà ông ta đi đến trường hàng ngày đó ấy, là nó gì nào? Đến đó, tức là quay về đấy. Đó. Như vậy thì muốn nói như thế chúng ta sẽ sử dụng động từ khajit. Я хожу. Я хожу. Ты ходишь. Он ходит. Мы ходим. Вы ходите. Они ходят. Они ходят. Они ходят. Đúng không nào? Đấy. Đó. À, thế vậy đến đây chúng ta thấy đó là gì? À, đó là chúng ta sử dụng cái động từ ichi và khajit. Nhưng chúng ta chỉ học thật thuộc cái cách chia này. Đấy. À, động từ khajit thì dùng với các cụm từ hoặc là các từ chaster, inagda. Chaster là thường xuyên, inagda là đôi khi, pastayanna là gì? Cũng là luôn luôn, pastayanna là luôn luôn, каждый день là hàng ngày, всегда là cũng là luôn luôn. Đấy. Никогда là không khi nào. À, có điều thú vị là gì? Khi mà không có chuyển động thì cũng dùng động từ hai chiều. Đấy. Никогда tức là không khi nào, không khi nào tức là không bao giờ có cái hành động này. Đấy. À, он никогда не ходит в университет. Cậu ta không bao giờ đi đến nhà trường. Đấy. Он никогда не ходит. Vậy thì никогда có nghĩa là gì? À, không có cái hành động đó. Trong trường hợp mà không có cái hành động đó thì cũng sử dụng động từ hai chiều. À, thấy chưa nào? Đấy. Đó. À, lúc nãy mình đang nói là gì nào? À, ngoài cái chuyện mà dùng động từ khajit chúng ta đi bằng chân, chúng ta còn đi bằng gì nữa? Đi bằng phương tiện xe cộ đấy. À, chúng ta còn dắt ai đó đi thì cũng là động từ chuyển động. Như tôi dắt em bé đến trường thì cái việc dắt em bé đến trường thì cũng là dùng động từ chuyển động đấy. À, đó. Tôi bế em bé đến trường thì cũng là dùng động từ chuyển động. Đúng không? Bế em bé đến trường thì cũng là gì? Bế một chiều hay là bế hai chiều? Đấy. À, đó, đúng, tiếng Anh rất thú vị ở chỗ đó đấy. Bất tạp. À, bây giờ chúng ta sẽ xem động từ mà chỉ là đi bằng phương tiện. Lúc nãy chúng ta là đây là đi đi bộ, đi bằng chân, đúng không nào? Đi bằng chân. Đà. Đó. Đi bằng chân tiếng Nga là gì? Đi bằng chân. Đấy. Chúng ta cái từ đi bằng chân không phải ai cũng biết đâu thế. Đó. Thú vị không nào? Đấy. Đà, đi bằng chân là chúng ta sẽ nói đi bằng chân nhá. À, dê chỉ đây là idut đấy. À, ani idut. Ani idut. Chúng ta sẽ ghi là ani idut. Idut. Pishkom. Đấy. Ani idut pishkom tức là cái từ pishkom, pishkom tức là đi. À, đi bộ, à, đúng không nào? Đấy. Они идут пешком. Они идут пешком. À, thế nhưng mà gì? Пешком thì nó là đi bộ rồi. À, nó không có gì là không có gì là phức tạp cả. Đấy. À, cũng biết từ này cũng biết. Thế nhưng nó có cái câu như này này. À, они идут. Đấy. Идут. Идут. Đấy. Đây là идут. На своих двоих. На своих двоих. На это вот на двоих своих, да, мне на хай хай ти, да. На своих двоих, да. Да, вот так вот. Идут.
Носы их двоих. Подожди, а носы их двоих, ногах, nó có cái từ нога, đấy, nó ẩn cái từ đó đấy. Носы их двоих, tức là đi bộ bằng hai cái chân của mình, đi bằng hai cái chân của mình. Носы их двоих. Như nào, đấy, bất tạc. Đó là hai cái tập hợp mà chúng ta có thể nói thêm đấy. Đó. Thì đây là đi bộ bằng chân. Thế còn đây là gì? Đi bằng phương tiện. Phương tiện thì người ta sẽ sử dụng hai động từ. Động từ yết dịch là một hướng. Yết khạch đấy. Động từ yết khạch là một hướng. Xin lỗi em. Động từ yết khạch là một hướng đấy. Đây là động từ một hướng này. Một hướng đấy. Đó. Thế còn đây yết dịch. Trọng âm rơi đây. Yết dịch đấy. Đây là yết khạch. Yết dịch là nhiều hướng. Đi đến đó. Rồi rồi lại về đấy. Đó. Đi như này vô tạc vô đấy tu đó tu đa brat nè nó gọi là tu đa cái này là chỉ là tu đà thôi đấy đây chỉ là tu đà tu đà tu đà như này tu đà là một hướng đến đó thôi đấy. Đây là tu đa y a brat nè 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 đấy vô tạc tu đa y y a brat tu đa y a brat đến đó rồi lại quay lại đấy đó thế như vậy các em đi đi đuôi đi ô tô cũng đấy đấy đi ô tô các em ví dụ như là đặt đi taxi chẳng hạn ku da y a khach chúng ta nói là naru nag y a brat na đi ra chợ sau đó quay lại y a brat na tu đa y a brat na naru nag là đi ra chợ patom a brat na sau đó lại quay lại tức là lại dùng luôn cái xe đó để quay lại đấy đó đấy thế bây giờ chia động từ nào yết khách là động từ đi một hướng kuda on sichas yết diệt chúng ta thấy từ sichas sichas có nghĩa là đi một hướng kuda on sichas yết diệt on yết diệt nara botu cậu ta đang đi đâu vậy cậu ta đi làm việc đi đến nơi làm việc đấy thế ở đây kazdien on yết diệt nara botu hoặc là vunivasichet đấy hàng ngày cậu ấy đến nơi làm việc hoặc là đi đến trường sau đó cậu lại về chứ đúng không đấy tuda ya brat na chúng ta sẽ đọc là ya yedu ya edu tư yedish tư yedish đây là ye ye đọc mềm đi tư yedish 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 đấy yedish on yedit on yedish mư yedim yedim vư yedichi Они едут đấy đó tiếp theo là chúng ta có động từ ездить ездить là nhiều hướng này dùng cái từ каждый день đấy я езжу я езжу ты ездишь ты ездишь он ездит он ездит мы ездим мы ездим вы ездите ездите они ездят Они ездят. Они ездят, đấy. Đó. Thế cho nên là đây là cách sử dụng động từ chuyển động. Chúng ta đã biết hai động từ rồi. Идти và ехать khách là một hướng. Ходить và ездить là nhiều hướng, đấy. Lúc nào cũng phải nhớ như thế, đấy. Đấy. Thế đến đây chúng ta thấy này, đây là người ta đã lập cái bảng chia cho chúng ta, đấy. Bảng chia này gồm có thì hiện tại này và thì quá khứ này, đấy. Động từ thì quá khứ của động từ chi chia trông khá là mắt on shol on shol đấy ít chỉ on shol anashla anashla anishli đấy on shol anashla anishli đấy tiếp theo chúng ta có động từ khadit khadit khadil khadila khadili khadil khadila ходили, да? Ходил, ходила, ходили, не на, да? Да. Ехать. Это как ты ехать. Кваху. Ехал. Он ехал. Она ехала. Они ехали. Да? Дом ты ездит, это дом ты не уехал. Он ездил. Она ездила. Они ездили. Да? Да. Đúng chưa đấy chưa? Đó đây chúng ta chỉ cần nắm cái bảng này thôi đấy tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây chúng ta cần phải đặt câu này mẫu câu này
Hussein хочет купить словарь. Hussein Hussein muốn mua một quyển từ điển. Cậu купить ta слово. cần phải đến книжный магазин. Đấy, như vậy chính là có Книжный câu Он идет в книжный магазин. Đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có câu 1. Klaus хочет есть. Есть là gì nào? Хочет есть Ăn. Klaus хочет есть. Và cậu ta cần phải đi đến restaurant. Đấy. Đây, chúng ta sẽ ghi nào. Он идет Он идет в restaurant. Đấy. Đấy. Klaus хочет есть. Он идет в ресторан. Bây giờ em làm câu 2 nào. Рамон хочет посмотреть выставку. Cậu ta cần phải đến музей. Câu 2 em nói sao? Рамон. Рамон идет в музей на выставку. Рамон идет в музей на выставку. À, câu 3 nào. Студенты хотят потанцевать. Các sinh viên muốn nhảy. À, họ cần phải đi đến đâu? Discoteca. Đấy. Đó. Xin trả lời sao? Студенты. Студенты идут идут на дискотеку. Đấy. Студенты идут на дискотеку. À, так вот, đấy. À, хорошо. Câu 4 nào. Sirpa хочет купить конверты. Sirpa хочет купить конверты. À, thì trả lời sao? Cô ấy cần phải đi ra bưu điện nào. Sirpa идет на почту. На идет почту купить конверты. Cô ta đi ra bưu điện để mua. À, để mua конверты. Đấy. Câu 5. Мы хотим послушать классическую музыку. Chúng tôi muốn nghe nhạc cổ điển. Chúng ta cần phải đến филармония. Мы едем. В филармонию. Филармонию. Слушать классическую музыку. Музыку. Đấy. Câu 6 chúng ta nào. À, câu 6. Tom хочет посмотреть футбол. Cậu ta cần phải sao? Он идет на стадион чтобы смотреть футбол. Đấy. À, хорошо. Câu 7 nào. Я хочу обменять деньги. Tôi cần phải đến nhà băng. Я еду в банк. Hoặc là я иду в банк обменять деньги. Да. À, câu 8 nào. У Ирены болит голова. У Ирены болит голова. У Ирены bị đau đầu. Cô ấy cần phải ra hiệu thuốc. Она идет в аптеку за лекарством. Đấy. Cô ấy đi đến hiệu thuốc để mua thuốc. Đấy. За лекарством. À, хорошо. Chúng ta xem tiếp nào. Ở đây à, chúng ta sẽ có cái khái niệm на чём. Câu hỏi cách 6. На чём вы едете на работу? На чём? À, các bạn sẽ đi đi bằng phương tiện gì để đi làm nào? На чём? На чём? Ехать на автобусе. Đi bằng ô tô buýt. Ехать на автобусе. На велосипеде. Đi bằng xe đạp. На машине. На троллейбусе. На трамвае. На метро. На такси. На поезде. Поезде là tàu hỏa. На поезде. На электричке. Là xe lửa điện. Đấy. À, xe điện. Đấy. На электричке, да? На электричке. À, đó là cái đoàn tàu như là tàu hỏa đấy, cái toa tàu như toa tàu hỏa nhưng mà nó có động cơ nó chạy bằng điện đấy. À, на электричке, đấy. На электричке, вот так вот. À, thì như vậy đó là nếu chúng ta muốn nói là đi làm bằng phương tiện gì chúng ta phải nói như này, đấy. Bây giờ em nói giúp thầy một câu là hàng ngày tôi đi làm bằng xe ô tô. Каждый день. Я. Ехать. Я. Один. Я хожу. Nào, я хожу, nào, gì nữa nào?
Nó Cái gì vừa học Naruto, Naruto. À, không phải Kazu mà là gì? Yeyedo. Đấy. Khá là Yeyedo. À, chúng ta cứ viết xong chúng ta sửa lỗi nhé. Yeyedo. Kazu Yeyedo. Yezu. Đấy. Yezu. À, dần dần em cũng nói được đúng đấy. Đó. Kazu Yeyedo Naruto. Bằng ô tô nè. Namasunye. Em nhìn nào. Đấy. Каждый день я езжу на работу на машине. Да? Каждый день я езжу на работу на машине. Так, да? Я, да? Вот так. Каждый день я езжу на работу на машине. А, видно? Вот так вот, да? Вот. А, thế nói. Vợ tôi đi làm bằng tàu điện ngầm. Моя Моя жена. Nếu mà nói đi làm có nghĩa là gì? Là cái việc đó cô phải thực hiện hàng ngày. Nếu mà cô thực hiện hàng ngày thì có nghĩa là chúng ta phải sử dụng động từ chỉ nhiều hướng. Maya Jena Yezjit Narabotu đấy. Na Metro. Anh chưa nè đấy. Maya Jena Yezjit Narabotu na Metro. À đúng chưa đấy. À đó. Thế em nói là tôi thường đi làm bằng ô tô. Tôi thường đi làm bằng ô tô. Ya Abuchna thường là gì? Abuchna. Abuchna. Yezu. Yezu. Narabotu. Narabotu. Na. Машине. Машине. Nhưng hôm nay xe ô tô của tôi bị hỏng. No. Сегодня. No сегодня. Моя машина сломана. Сломана là bị hỏng. Đấy. No, my machine is slowman này. Đấy. Y và tôi đi làm bằng tàu điện ngầm. Y ya yedu. Y ya yedu. Lúc đó thì phải sử dụng động từ một chiều. Bởi vì sao nó chỉ xảy ra ngày hôm nay thôi đấy. Y ya yedu na robotu. Robotu. Na metro. Nhưng mà cái này phải dùng chữ, phải dùng cái chữ này phải dùng đi bằng phương tiện chứ thầy. Đấy, đúng rồi. Yedu đấy, yedu bằng phương tiện đấy. Yedu khách đây này. Cắt chia bằng cái đu giống khách chia ra là giá đu đúng rồi cần gì đấy phải không đúng không đấy em chỉ có và có thể lăn tăn là giá du hay là giá đu thế nhưng vấn đề là gì là giá du hàng ngày rồi abuchner rồi đúng không thế nhưng mà hôm nay làm sao hôm nay là ô tô của tôi bị hỏng cho nên tôi chỉ đi làm hôm nay có một lần thôi một lần là tôi bằng 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 metro thôi cho nên là gì phải là giá đu em nhỉ đấy Еду на работу на метро, да? Да? À, đúng không ạ? À, thế bây giờ nói câu là vợ tôi thường đi làm bằng bằng tàu điện ngầm. Nhưng mà hôm nay cô ấy lại đi bằng taxi. Моя жена. À, часто. Ездит на работу. На работу на метро, да? Но. Но сегодня. Моя жена. Она едет. Она едет, да? На работу. Едет на работу. На такси. На такси, да? Hôm nay cô ấy đi làm bằng taxi, đấy. Bởi vì cô ấy đi làm muộn. À, đấy. Bởi vì cô ấy đi làm muộn, cho nên hôm nay cô ấy đi bằng taxi. Đấy. À, nó chỉ gì cái hành động nó xảy ra đột xuất và chỉ một lần thôi, thì là lúc đó là sử dụng cái động từ một chiều, em hiểu chưa? Đấy. À, khá rất chưa? À, tạc. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần bài này nào. Так, câu 1. À, прочитайте вопрос, ответьте на них, где возможно, используйте обе формы. Nơi nào có thể thì có thể sử dụng cả hai phương án. Đấy. Đấy. Так. Câu hỏi thứ nhất, на чём вы на работу? На чём вы на работу? Các bạn đi làm bằng cái gì? No. Đà. Dùng yết khách hay là yết gì? Đây là gì? Na chôm với chia như nào? Chia động từ gì nào? Yết gì? Ya yết ru. Đà. Nhưng mà đây là gì? Đà. Ya yết ru hoặc là ya yết du na robotu na. Robotu na. Na tu xe. Đấy. Câu hai. Куда вы обычно
В отпуск. Отпуск. Куда вы обычно в отпуск? Телеса. Мы обычно. Я. А мы обычно один. Ездим в отпуск. На море. В отпуск. Котелези. На море. На юг. В деревню. На озеро. На дачу. Да? На дачу. Да? Да. На озеро. На дачу. Да? А мы обычно ездим в отпуск на море. На юг. В деревню. На озеро. На дачу. Да? Да? Куба, где она? Я иду домой. А, Куба. Куда вы идете сейчас? Куда вы идете сейчас, Чалай? Чалай, на. Я иду домой. Я иду домой. Куда? В магазин. Я иду на работу. На работу. В гости. Я иду в гости. Я Или иду в школу. Да? В школу. Да. Кубон, вы часто в парк? Вы часто в парк? Да. Да? Мы часто. Да. Ходим. Мы часто ходим. А ходим. Ходим в парк. Bởi vì sao? Bởi vì thường sao? Xuyên Là đi có từ dạo. Часто. Nó chỉ cái hành động xảy ra thường xuyên. Đấy. Câu 5. Куда Андрей сегодня утром? Куда Андрей? Phải là dùng quá khứ. Куда Андрей шел сегодня утром? Куда Андрей шел сегодня утром? Он сегодня шел утром в магазин. Да? Он шел в магазин. Хотя он ходил в магазин, да? А, так. Утром Андрей часто ездит в магазин на велосипеде. Да? А, вот так. А, Андрей, ты тоже любишь филармонию? Ты тоже любишь ходить в филармонию? Sau động từ любить chúng ta để gì nào? Để nguyên thể, đấy. Để nguyên thể. Đấy, để nguyên thể. Так вот. À, thế nói như là nào? Да, я тоже Я да, любит. Я тоже люблю ходить в филармонию, да? Филармонию. Филармонию. Ковбай. Ковбай, на. Куда вы сейчас ходите? Куда вы сейчас ходите? Сейчас я хочу идти в кино. Сейчас я хочу идти в кино, да? Сейчас я хочу идти в кино, в гости, в кафе, на работу, да? Котана, вы часто ходите на рынок? Вы часто ходите на рынок? Да, я часто. Да, я часто хожу на рынок. На рынок. Погляди. Нет, я редко хожу на рынок, да? Нет, я редко хожу на рынок. А так вот. Каучин. Каучин. Вы сейчас в магазин? Тирам, ты не надо. Вы сейчас? Я иду в магазин. А, вы сейчас идете в магазин? Да? Чалай. Да, сейчас я иду да, в магазин. Я иду в магазин. Да. Как раз нет, нет, я никогда не хожу в магазин. Да? А, да. Кумой, вы в школу на машине или пешком? À, câu này nếu mà hỏi như thế này theo tiếng tiếng Việt thì chỉ được dùng một động từ thôi. Nhưng trong tiếng Nga chúng ta phải dùng hai động từ. Вы едете в школу на машине или или идете пешком, да? Или идете пешком. À, đúng không? Так. Вот. А, thế trả lời sao? Я еду, hoặc là я езжу в школу на машине. À, đấy. Tôi đi đến trường bằng bằng ô tô, đấy. Вот так. Правильно, да? Trong trường ô tô sao đi bộ? Em nói sao? Cái gì? Dạ vâng. Да. Я еду. Еду в школу на машине, да? В школу на машине. Да, в школу на машине.
Так, хорошо, сентенах. Так, ставьте глаголы идти ходить, ехать, ездить в нужной форме. Chúng ta để và đúng bằng cái định dạng cần thiết đấy. Каждую субботу мы на стадион. Thì vậy thì phải là động từ gì và chia như thế nào? Câu 1. Каждую субботу мы. Субботу Мы ходим. Đấy. Мы ходим на стадион. Каждую субботу мы ходим на стадион. Đấy. À, đó. Câu 2. Я на работу на трамвае. Я иду. Еду. Hoặc là Я иду. Еду. Hoặc là езжу. А, езжу. Еду. Hoặc là езжу. Đấy. Я езжу. Hoặc là еду. На работу на трамвае. Да, да, да. Đấy. Так. Я еду. Hoặc là я езжу. Вот так. А, хорошо. Я еду на трамвае, а, на работу на трамвае, hoặc là я езжу на работу на трамвае, đều được, đấy. À, tức là nếu mà nói еду là nói vào cái thời điểm đó. Thế còn nói езжу là tôi thường xuyên đi làm bằng bằng tàu điện, đấy. À, так. Câu 3. Мой сын в школу пешком. Мой сын в школу пешком. Thì nói sao nào? Идти ходить nè. Мой сын ходит в школу пешком. Ходит. Ходит. Hoặc là идет. Мой сын ходит в школу пешком. Hai động từ đều có thể dùng được đấy. À, nếu mà chúng ta dùng động từ ходит có nghĩa là thường xuyên nó đi bộ đấy. Thế nhưng mà nó nói он идет, мой сын идет в школу пешком có nghĩa là mô tả rằng là vào cái thời điểm đó là thằng con đó đang đi bộ đến trường đấy. Thằng con tôi nó đang đi bộ đến trường thì mô tả là nó idiot. Thế còn nếu nói khadit, khodit thì có nghĩa là cái việc đó nó thường xuyên là chỉ có đi bộ thôi, không bao giờ đi bằng phương tiện khác đấy. Куда ты сейчас? Куда ты сейчас? Куда ты сейчас? Идти или ходить на? Куда ты сейчас? Идёт. Phải là идёшь, đấy. À, cái câu này là như thế. Người Nga người ta nói như thế. Куда ты сейчас идёшь? Куда идешь? Куда ты сейчас идешь? Không bao giờ nói куда ты сейчас ходишь. Mà nói gì? Куда ты сейчас идешь? Bây giờ cậu đang đi đâu đây? À, động từ идешь có nghĩa là chỉ hành động xảy ra một hướng thôi. Đấy. À, em nhìn nào. Đấy. À, thế tiếp theo nào. Каждое воскресенье мы на дачу ехать или ездить? Chúng ta sẽ đi. No. Каждое воскресенье мы ехать или ездить? Мы ездим, да? Мы ездим, да? Bởi vì sao đây là hành động nó xảy ra cứ chủ nhật là xảy ra, đấy. À, cứ chủ nhật thì là chúng tôi đi ra nhà nghỉ xong chúng tôi lại về. À, có nghĩa là gì? Мы ездим. Каждое воскресенье мы ездим на дачу, đấy. На дачу. На дачу. Так вот. Đó. Когда ты в Прагу? Khi nào thì cậu đi đến Praha? Когда? Когда ты? Когда ты едешь? Едешь. Đó, chúng ta sẽ dùng едешь. Ý nói rằng là bao giờ thì cậu sẽ đi. Cậu đi đến Praha thôi. Đó, thì còn không không nói là едешь. Bởi vì sao? Nên nó едешь có nghĩa là đi đến đó và về. À, cái việc này người ta hỏi là khi nào cậu đi? Đấy. Когда ты едешь? À, ý nói là khi nào cậu sẽ đi. Nhưng mà người Nga người ta nói cách đã tùy đấy. À đó, câu hỏi đó là câu hỏi bình thường, không có gì đặc biệt cả đấy. À đó. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là cái cách mà người ta sử dụng các động từ chuyển động với lại động từ nhóm 1 và động từ nhóm 2 đấy. À đó. Thế chúng ta sẽ xem tiếp nhá. Chúng ta xem tiếp bài mới chúng ta nào. Đạt. À, bài mới thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một số cái động từ. Ở đây chúng ta sẽ xem một cái bài đọc như này đấy. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có các động các từ mới. Xem một số cái từ mới. Chúng ta có từ siêu dẹt. Siêu dẹt. Siêu dẹt là đề tài đấy. Siêu dẹt là đề tài, chúng ta sẽ biết đây là đề tài. Đó. Đề tài. À đó, đề tài. Siêu dẹt là đề tài. Đề tài. Вот. Остановка là bến đỗ. Остановка.
Chimadan là cái gì? Từ này chắc là biết rõ lắm đúng không? Ừ, Đấy. vali Chiếc à. mã đàn là cái vali nữa. À, sao mã lượt là gì nào? À, máy bay Không đấy. phải À, đó, hay chúng ta biết rồi. Most là gì? Cầu, cái Moscow cầu đấy. The various là cung điện. the yes The various, đấy. yes À, cung điện. Hot tap. Hot tap rồi đấy. The various là cung điện. Đó. Stayat là gì nào? À, chúng ta sẽ cho cái này xuống dưới nhé. Cho nó rộng rãi ra một tí. Túm tụm vào đây. Đó. Đây là các động từ. À, cho riêng cái động từ này. Cho riêng cái động từ để ta xuống đây. Đẹp. Để cho nó thoải mái rộng rãi. Thầu viết. Đó. À, chúng ta có động từ Prasupatsa. Prasupatsa là tỉnh ngủ. Tỉnh giấc. Tỉnh giấc. Visavat là gì nào? Visavat là vẽ đấy. Asobin là đặc biệt. Đặc biệt là. Stayat là đứng. Astanaliva là rừng. À, rừng. Rừng, ví dụ rừng cái gì? Rừng xe đấy. Dừng xe lại, ví dụ vậy đấy. Panimat là giơ tay. Panimat là giơ tay. Đó. À, đó thì là đó là những các động từ. Thế chúng ta sẽ có các trạng từ. Trạng từ để xem đây. Slava sprava. Slava sprava là gì? Bên trái bên phải. Tạc. Chúng ta có từ ở trạng từ navierne là gì nào? Navierne. Navierne có lẽ là. Có lẽ là. Chires là đi qua. Đi qua. Pachi là gần như. Naproxi là đối diện. Đối diện. Đấy. Đó. À, tiếp theo có từ sleva là bên trái. Bên trái. Sprava là bên phải. Đây. Hot tap. Trời À, như vậy đấy là chúng ta có các phần từ mới như thế này. Đó. Từ mới thì mình sẽ gửi cho bạn và bạn cần phải học thuộc. Thì lần sau chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần bài đọc đấy. Đó. ơi. Tạp. À, ở đây chúng ta có động từ prasupatsa, động từ này chia không có gì khó cả, prasupatsa. Động từ prasupatsa chia như là động từ nhóm 1, cho nên là chúng ta thấy không có gì khó đấy. À, đó. Tác vụt. Nhưng ta sẽ cùng nhau chia động từ risavat. Risavat là động từ khó chia hơn. Động từ risavat nó có đó là động từ có đuôi ovat. Chúng ta biết rằng các động từ có đuôi ovat khi chia chúng ta sẽ phải bỏ đuôi ovat đi, bỏ cả đuôi ovat đi đấy. À, đó, động từ risavat, động từ risavat, Increase risavat useful. đấy. Risavat Risa vạt. risavat đấy. Để. À, Tôi vẽ. risavat risavat Risa vạt. à ta risavat đấy. Đấy. Risa vạt. Risavat. À, đây là động từ có đuôi ovat, đây là động từ thể chưa hoàn thành như savia đấy. À, động từ đuôi ô vát, động từ đuôi ô vát, bỏ cả đuôi ô vát đi đấy. Đó, thế chỉ còn mỗi cái gốc này thôi. Đó, thế và chúng ta sẽ chia này, ya ri suyu đấy. À, đó, Yarisuyu. ya ri suyu này, ya ri suyu. À, trọng âm sẽ rơi vào đây đấy. À, ya ri suyu cả vật đấy. Yarisuyu. À, đó, ya ri suyu. À, Yarisuyu. tươi. Risuyes. Tisu. Tui risuyes. On. Risuyet. On Risuyet. risuyet mươi. Risu. Risuyem Nhâm. với. Risu. Risuyet chè Yes. đấy. Ani. Ani. Risuyut đấy. Ani risuyut. À, đó chứ nào. Su Tất cả đấy. À, đó. Đến đây chúng ta thấy đó là động từ. Risavat. Risavat. Yarisuyu ti risuyes on risuyet. Mười risuyem vừa risuyet chi anh yirisuyut.
À, đầu sử. tiên này có nghĩa là vẽ, vẽ cái gì nào? Có thể vẽ cái gì? Có thể vẽ Vẽ cái gì được? thân. Đấy. Художник, художник. À, рисует. Cô đồ Художник nhất. рисует Rồi xuống. картину. Đấy. Cả chín. Картину. Художник Đồ. рисует картину. À, một bức tranh. Đúng không nào? Он рисует картину. Đấy. Так. Tất tả. Đấy. Đấy. À, мальчик. Мальчик là cậu bé. Mình chứ. Мальчик. À, рисует. Đi xuống hết. Pơ. Chitsu. Chitsu. Cậu bé vẽ một con Chitsu. chim. Đấy. Mình chứ. Мальчик рисует chitsu. Đấy. Chitsu. Так. À. Я не умею. Не умею Nhiều рисовать. Tôi không biết miếng vẽ. Я не умею рисовать. Tôi không biết vẽ. Đấy. À, thế động từ уметь, đây có động từ уметь. Уметь, sau động từ уметь có thể để động từ nguyên thể, chỉ rằng là mình không biết làm cái nghề gì, không biết làm cái việc gì đó, đấy. À, уметь, đấy. À, đó, chúng ta có động từ уметь. Уметь. miếng. Уметь. À, là biết, biết làm cái gì đó, đấy. Ta я умею ты умеешь đấy он умеет мы умеем вы умеете à, они умеют đấy đó động từ умеет động từ умеет là động từ biết và Là đằng cái gì sau đấy? nó đấy đằng sau nó cộng với động từ nguyên thể đấy, cộng với gì nào à, cộng với infinitive đấy cộng với Infinity. infinitive đấy ở đây chúng ta ghi là infinitive infinitive cộng với động từ infinitive cộng với động từ nguyên thể tạc vật đấy à bây giờ chúng ta sẽ nói là cậu có biết hát không nói như nào cậu có biết hát không Tới u mê tôi умеешь петь Vì u mê biết tôi miss biết à đấy đã я люблю петь Đang có tôi thích hát lắm đấy đấy à đó thế cậu biết nhảy không tôi умеешь Thương танцевать tôi miếng miss Tân танцевать sĩ нет я не танцую Yết stand được нет я suy не танцую нет я не танцую đấy à, tạc. Như vậy thì đó Yeah. là với động từ umiệt là chúng ta học thêm được một động từ đấy. À, thế vậy đến đây bài học này chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và chúng ta sẽ Dạ. cùng nhau học tiếp ở trong bài học lần sau cái bài đọc đấy, bài đọc về thành phố Dạ. Saint Petersburg đấy. À, Dạ. để học cái bài này mình sẽ gửi cho bạn trước cái phần bài này nếu có thời gian bạn có thể xem trước đấy. Spasibo. À, cảm ơn em và Merci. hẹn lại gặp em trong bài hôm Dạ. sau. Spasibo, Dạ. desu da nhé. Desu da nhé. Merci. Vâng ca. Thank you.